Đây gọi là đỉnh bàn cờ đây. Thì có ông Tiên cũng ngồi đánh cờ nhưng mà ông ngồi có mình thôi. Chỗ này là mình rửa chân trước khi mà mình massage. Ok, thì phía trên này mình có bao nhiêu tầng tất cả em? 3 tầng tất cả. À 4 tầng. Ở đây là món cá lóc kho tộ. Còn ở đây là mắm mắm kho quẹt các bạn. Chấm mấy cái rau củ luộc như thế này. First Senior Center, trung tâm chăm sóc người cao niên tận tâm dành cho người Việt tại Atlanta. Bạn muốn được nhận lương khi đang chăm sóc cha mẹ của mình, liên lạc chúng tôi ngay để biết thêm chi tiết. Hey, hello các bạn, thì hiện tại thì mình đang ở trên đường đi tới núi Sơn Trà các bạn, ở tại thành phố Đà Nẵng. Thì khi mà các bạn tới Đà Nẵng, nếu các bạn có thời gian thì các bạn đi lên núi Sơn Trà nha các bạn. Thì nếu như các bạn ở tại thành phố Đà Nẵng thì các bạn sẽ thấy cái núi này liền, nó bao quanh và biển thì nằm ở dưới. Cho nên thì một cái điều mình rất là thích ở tại Đà Nẵng, bởi vì Đà Nẵng biển có, núi có các bạn, trên cảnh thì phải nói rất là đẹp và có nhiều cái nơi để các bạn đi du lịch. Khi các bạn tới Đà Nẵng rồi các bạn sẽ đi được luôn cả Hội An, bởi vì cũng rất là gần. Cho nên thì ở thành phố Đà Nẵng này khá thuận tiện để các bạn đi du lịch và tham quan những cái chỗ này chỗ kia. Thì ngày hôm nay thì trong cái video này thì mình sẽ dẫn các bạn đi lên núi Sơn Trà nha các bạn. Đi lên đỉnh núi Sơn Trà. Thì bây giờ thật sự là thời tiết ngày hôm nay nó cũng không có đẹp, không có nắng. Và sáng nay thì trời mưa cho nên thì thời tiết nó hơi bị âm u. Nhưng mà thì mình thấy ở trên núi là có rất là nhiều mây các bạn. Có rất là nhiều mây, gọi là mây bao quanh núi luôn. Thì có thể nói là mờ mờ ảo ảo, không biết lên trển thấy gì hay không. Nhưng mà bây giờ là mình đang trên đường đi lên núi các bạn. Rồi, thì hiện nay là cả gia đình đi, khá là đông người. Mình có tổng cộng 7 người. Đây, thì mỗi chiếc xe này, Ly với lại Dân là mỗi chiếc xe này. Xong rồi Dân là tài xế. Bắt đầu chở chúng ta đi lên núi chơi. Rồi, thì bây giờ là mình đi lên núi là nửa tiếng tới hả Dân à? Hơn. Dạ, cũng gần các bạn. Dạ. Dạ, lên đỉnh bàn cờ các bạn, bởi vì nghe nói trên đó có một cái chỗ người ta xây giống như là hai ông tiên gì đó ngồi đánh cờ ở trên đó. Thì không biết làm sao, thì lên trển cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi lên núi các bạn. Đây. Đây các bạn, thì bây giờ là mình sẽ đi lên cái núi này. Thì khi mà các bạn ở tại Đà Nẵng thì các bạn sẽ thấy núi nó bao quanh ở phía nếu mà các bạn ở ngay thì cái khu này người ta gọi là bán đảo Sơn Trà. Rồi đó, nên mình sẽ đi lên núi đó thì các bạn thấy là núi nó nằm ở phía mây nó nằm lơ lơ lửng, nó bao quanh đây núi là này. Ông Tiên nè, ông Tiên. Dạ. Cái này là sông Hàn ha. Dạ. Thì cái này là sông Hàn nè các bạn. Rồi ở dưới đây là thành phố Đà Nẵng, thì người ta nói thì khi các bạn lên đỉnh núi đó các bạn sẽ thấy được ở dưới thành phố, thì chút xíu mình lên coi mình thấy được cái gì hay không. Ở đây các bạn thấy là thời tiết ngày hôm nay mây cũng rất là nhiều. Rồi, nhưng mà đây là đường đi lên núi. Ta nên đi qua cái cầu. Cầu này là cầu gì vậy Dân? Hả? Thuận Phước à? Cầu Dễ Văn. Cầu Thuận Phước. Dạ, cầu Thuận Phước. Còn cái cầu Rồng là nằm tuốt bên kia nữa các bạn, khác. Hy vọng đẹp. Hy vọng đẹp. Nó có mây ảo ảo chứ cũng đẹp kiểu khác hả? À? Đúng không? Còn mấy bữa mà trời nắng thì nó sẽ quang. Rất là đẹp. Dạ. Rất là đẹp. Mấy bữa mà trời nắng rồi trời trong thì các bạn sẽ thấy rõ hơn, nhưng mà ngày hôm nay thì đẹp kiểu khác. Nếu như các bạn mà đi Đà Nẵng vào tháng 1, tháng 2 thì thời tiết ở đây nó hơi lạnh lạnh chút. Cho nên là đi lên núi thì cũng sẽ hơi lạnh hơn. Nhưng mà cũng không phải là quá lạnh các bạn. Nhưng mà mùa này đang là mùa mưa đúng không? Dạ. Không, nó bị trái mùa đó. À. Thường là mùa mưa là mùa nào? Mọi năm là mùa mưa là từ tháng 10 rồi đi. Tháng 10 trở đi. Và trên đây là chỉ có hai mùa, mùa nắng với mùa mưa. À. Nhưng mà từ thời tiết đôi lúc mình cũng đâu có đoán được đúng không? Đúng rồi. Mỗi ngày mỗi khác, bữa nắng bữa mưa. Đa phần thường là qua những cái tháng 1, tháng 2 nó thỉnh thoảng nó còn lại cái lạnh của mùa đông đó. Ok. Yeah. Nhưng mà thật sự bắt đầu mà mùa nóng là từ tháng 4 á. Mùa nóng là từ tháng 4, mùa hè. Đúng rồi, tháng 4 trở lên. Dạ. Tới tháng 10. Dạ, tới tháng 4 là bắt đầu là mùa nóng các bạn. Tới tháng 4 để các bạn tới Đà Nẵng thì các bạn không cần phải đem áo khoác hay là áo tay dài. Kiểu
nó trú bão cũng như nó bán những cái sản phẩm nó đánh bắt được bên này. À chỗ này là tàu nó trú ở đây. Âu thuyền Thọ Quang đó. À. Là sau khi đánh bắt xong lại vô đây nó đậu, neo đậu đây. Ờ ok. Bạn thấy rất là nhiều tàu đánh cá nhỏ ở đây. Trời mà các bạn thấy Việt Nam toàn mấy tàu nhỏ không? Đi ra ngoài biển xa là gặp tàu lạ là nó hút một cái là xong. Ok, các bạn là muốn mà đi lên đỉnh Bàn Cờ nằm trên núi Sơn Trà chơi là có hai loại phương tiện, là một là ô tô hoặc là xe máy. À. Xe máy là và là xe số đó. À. Xe tay ga là không được, scooter là không được đó. Là xe tay ga không có cho lên hay là không được đi? Đúng rồi, nguy hiểm không cho lên, tại vì có những cái vụ tai nạn lên đỉnh Bàn Cờ. À, tức là các bạn đi lên núi thì các bạn phải đi xe Honda, phải đi xe số. Còn thôi là phải đi xe hơi giống như vậy. Chứ mà đi xe tay ga là không cho, người ta không cho mình lên luôn hả? Đúng rồi, không cho lên. Ồ, có người kiểm tra hả? Có trạm kiểm soát. Có trạm kiểm soát hả? Chút nữa là mình lấy cái tờ giấy cho biết đó, ghi những cái tên trên xe đó. À. Thì mình tên ghi bằng tiếng Việt ha, đó để báo cho người ta, để có danh sách. Ồ, có gì đó luôn. Đúng rồi. Để làm gì? Mà cái khu này là khu quân sự. À, khu quân sự để hả? Hạn chế những khách rồi họ nắm cái thông tin đó. À, ok. Wow. Em lấy cho biết nha. Dạ, tức là phải ghi tên, ghi tên của mình khi mà đi lên núi. Dạ. Này các bạn, thì ở đây là dân với lại ly là thổ địa ở đây. Thì có thổ địa dẫn đi chơi là đỡ biết mấy. Bên đây là bãi container hả? Đúng rồi. Để đâu? Lên, bắt đầu lên. Rồi, đường này lên núi đây hả? Quẹ vô đây hả? Đúng rồi. Ok, đường lên núi nhỏ nhỏ nha. Here you go. Mấy cái xe ô tô đậu phía trước là những cái quán ăn vang núi, là bán những cái món thịt. Bán đồ rừng hả? Đúng rồi đó. Wow. Đồ rừng là ở đây bán món gì vậy? Họ núi nè. À. Đây. Họ trên núi. Ghê không? Thì các bạn đi núi là các bạn sẽ được ăn đồ rừng núi hả? Đặc sản rừng núi hả? Đường nhỏ xíu luôn á. Hả? Ừ. Chúng ta mới đầu lên, chút lên cho những dốc đứng. Nhưng mà đường này chắc cũng vắng xe dân à? Cái này nó quy định là một chiều thôi anh. Tức là đi lên này nè, không có cho đi ngược lại. Lên, tút lên trên kia. Ở đây là vẫn còn đường. À. Tức là chút xíu là thành đường, chỉ có một đường thôi, một chiều thôi. Đúng rồi, tại vì cái đường này, đây là cái làm cái đường để phục vụ quân sự. À, quân sự. Như là những cái trạm radar trên kia để cho nhân viên mà đi hoặc là chỉ không lưu á. Điều khiển máy bay ở đây sân bay á. Các bạn quá không? Cấm xe tay ga luôn không? Ê, các bạn thì ở dưới là các bạn thấy thành phố Đà Nẵng ở dưới à. Rồi, treo, khuất, treo, cây treo rồi. Không cần đọc cái tên thôi. Okay, okay. Rồi, bây giờ mình tới đây cái chỗ có trạm gác, mình phải đưa tên. Hai bạn đó không biết tên, em đi là Giang Ly, Linh An gì. Đâu có tên Việt mà. Hai bạn đó tên gì á? Tên gì? Duy Nguyễn. Không đặt tên Việt đó, đặt Nguyễn Trí hay gì? Duy. Nguyễn Duy. Em bấm Nguyễn Duy. Nguyễn Duy. Anh nói thêm đi, chừng lỡ chụp hình đi, không em không biết dùng máy chăng hả? Đây em ghi chưa? Đây. Nguyễn Duy đúng không? Rồi, vậy đó rồi ha. Có cần ghi họ tên không hay chi là? Rồi, ok. Anh có đem chứng minh ảnh đó không? Không cần chứng minh. Why do they need people name? Em dùng điện thoại cho em, không biết gì, không biết gặp gì. Because this is military area. Mm-hmm. They just want to get information how many people go in. Mm-hmm. Just that, for security stuff. Không, đúng rồi, lấy con cười là dùng quanh lại cũng đúng. Có lấy đúng không? Ừ, cái chỗ bật lưu đây kia đang nằm. Bên khỉ nằm đó. Bên kia, hắn nằm bên kia. Gặp bên khỉ mới vui. Ô, bà khô, bà vui lắm. Bà chụp bánh ba, bà lọc, bà ăn với tiền, khá vui lắm. Đưa tiền lấy không ta? Lấy qua rồi. Dìu có quay lại được mà. Ờ lấy qua nè. Nè bữa hôm mà ngày 14 tháng 10 mà lụt em kể gì ăn đó nè. Là toàn bộ núi đá nó lắp sạc lỡ hết xuống nè. Ghê vậy? Dạ đó đó. Nó nguy hiểm mà. Nguy hiểm lắm, đâu có lên đây được. Không đi lên nữa. 14 tháng 10 là một đêm kinh hoàng. Này, kéo bên đây là
đất đá rồi trời mưa nó dễ bị sạt lở nha. Mà nằm sát bên luôn á. Hầm Hải Vân mà lớn nữa mà ngập nước là biết luôn. Ở trên đỉnh là của quân đội á, thành phố á. Ờ, ở dưới thành phố á. Nè, chút lên kia rồi thấy khỉ. Thấy cày không? Trên lên đây lâu tán là bùng luôn. Đoạn cao đó chị, 700 m chỗ mà mình lên đó. 700 m cách mực nước biển các bạn. Lên tới đỉnh đó là cách mặt đất biển là 700 m. Vậy là mấy cái quán nhậu là nằm ở dưới hả? Dưới, đâu nằm này không có ai ở được. Bộ đội thôi. Đội ở đâu? Ở trên đó chị. Bộ đội thông tin là chính. Ủa rồi hôm trước có mấy cái tàu đi cruise nó đậu ở đâu hả? À? Ở dưới đó, nãy em chỉ dưới kia. Cái cảng á, cảng Tiên Sa. Tiên Sa đó. Tàu đi cruise đậu đó đó hả? Đúng rồi. Rồi rồi thấy sương rồi đó. Này nào đó nhớ bữa lái lên Tennessee không? Không thấy đường luôn. Bữa lái lên Tennessee về không thấy đường luôn. Sương mù dày đặc luôn. Đấy là nhà vùng cảnh mình đi ra mình mấy bữa mà chụp ảnh đẹp lắm. Nhìn qua bên kia kìa, nhìn qua bên kia là mình thấy bên núi bên kia, bây giờ trời nó mờ quá. Nhà vùng cảnh mấy bữa mình chụp ảnh đẹp. Cái chỗ này để chụp hình đó hả? Chụp hình. Mà bên đây sương mù quá luôn. Có mấy thằng khỉ nữa. Con xíu không dừng lại mua. Đâu thấy gì đâu. Chút xíu mình quay lại nè con. Ờ xíu quay lại đi. Xíu trưa trưa trong tan mới. Ủa giờ mình đi xuống lại hả? Đi tới cái chỗ bàn cờ đó. Mấy cái đường này xây nhỏ quá, đúng không? Xây rất là nhỏ các bạn. Đây các bạn, thì hiện tại là mình vừa lên chỗ này là đỉnh bàn cờ các bạn. Nhà thổ địa dẫn đi đâu mới biết chỗ đó thôi. Đỉnh bàn cờ, không đây nghe. Ok. Đây đỉnh bàn cờ. Cái chỗ này. Ngày hôm nay là không ai đi luôn, có mình chiếc xe mình đi thôi. Đây, các bạn thấy sương dày đặc luôn. Ở đây là bán đảo Sơn Trà các bạn. Còn cái chỗ khu này là đỉnh bàn cờ. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên cái cầu thang này. Đi bên trên rồi có cái gì mờ ảo luôn á. Ủa Thuyên đi lên này chưa? Rồi. Ở dưới bên này. Tao sẽ quay gì đâu qua này cơ. Lên mấy cái bậc tam cấp này. Mà đường cái là ngày hôm nay đi không có ai hết. Rất là vắng vẻ và yên tĩnh. Đây các bạn thấy sương mù bao quanh. Cái này là cái gì vậy ta? Không có đề gì hết. Hả? À. Đây. Đây, nóc nhà của Đà Nẵng. Đây là đỉnh cao nhất đúng không? Cái điểm cao nhất của Đà Nẵng. Chưa, còn Bà Nà cao hơn chứ. À. Thì mình lên cái đỉnh này là 700 m so với mực nước biển. You're tired already? Come on. Oh yeah, sắp lên đỉnh rồi. You're tired? No, I just breathe. It's not that tired. Woo, đây lên đỉnh. Woo, mù dày đặc luôn, không thấy gì hết. See nothing. Đây gọi là đỉnh bàn cờ đây. Để có ông Tiên cũng ngồi đánh cờ nhưng mà ông ngồi có một mình thôi. Tại vì cái chỗ này để cho các bạn chụp hình. Lên đây. Yeah. Không khí nó hơi loãng hơn, các bạn sẽ khó thở hơn. Đây, các bạn thấy thành phố chưa? Thấy chưa? See it. Mình là mình không thấy rồi đó.
dài đặc luôn. Dạ, tại vì lần này mình tới sẵn lỡ ngày hôm nay đặt xe rồi nên phải đi các bạn. Yeah. Rồi. Rồi tưởng tượng các bạn thấy thành phố nha. Ok. Rồi nếu mà các bạn tới đây thì các bạn nên đi vào mùa hè các bạn ha. Rồi. Nên đi mùa hè để các bạn ngắm cảnh rõ hơn. Ở dưới là vực núi dưới. Hey God. À, không biết tại sao ở đây có cái ông tiên ngồi đánh cờ ở đây. Thì bạn nào biết thì nói nha, comment ở bên dưới. Rồi để chai bia thì được. Thời gian nào đánh cờ. Bạn sương mù dài đặc luôn. Mấy đứa ơi, đi vô trong đi. Vô trong. Đi go go inside. Nhớ đi mùa hè nha, bữa nào mà trời mà quang mây á, các bạn đi lên đây để các bạn ha, để cho các bạn biết là một cái địa điểm du lịch ở tại tại Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà các bạn, đỉnh Bàn Cờ cao 700m xem một cái sườn biển. Rồi, let's go down. Đây, ok, chỉ còn có cái chỗ này là thấy được thành phố một chút, tại vì nằm ở phía dưới rồi. À, thì các bạn đi trời trời nào bữa nào mà trong xanh thì thấy rõ ha, dưới là thành phố Đà Nẵng. Thiệt hả? Này mây mù quá trời. À, còn ở đây thì cây cối tùm luôn, khó thấy lắm các bạn. Lâu lâu các bạn hiếm lắm các bạn mới thấy được một cái chỗ để mà nhìn ra thôi. Với lại ở con đường này người ta không có xây nhiều chỗ để cho các bạn ngắm cảnh. À, tức là không có mấy cái chỗ để dừng xe lại để cho các bạn ngắm cảnh. Các bạn chỉ chạy ngang được các bạn như vậy thôi, chứ các bạn dừng lại sẽ không có được, tại vì cái đường đâu có chỗ nào dừng lại đâu. Nếu mà các bạn bữa nào mà đi đông người á, chẳng hạn như người ta đi chơi nhiều là các bạn không có chỗ, không có thể dừng lại được, nguy hiểm lắm. Hey, hello các bạn, thì sau khi mình đi lên núi chơi về rồi thì không thấy được cảnh của thành phố Đà Nẵng, thì bây giờ mình xuống đây mình đi massage các bạn. Thì phải nói là ở Đà Nẵng này có rất là nhiều chỗ massage rất là good. À, thì cái chỗ này là thực sự là mình tới 2 lần rồi. Ngày hôm qua mình đi thì mình đi có một mình nè, nhưng mà ngày hôm nay là cả gia đình muốn đi, cho nên là muốn tới để tiếp thì mình cũng tới để mình làm một lần nữa luôn. Thì cái chỗ này tên là Panda Massage các bạn. Thì mình dẫn các bạn đi một vòng coi chỗ này nha. Thì cái này là bên trong chỗ phòng ngồi đợi ở đây. Sorry nha. Yeah. Trying to shoot around. Ok, thì bây giờ là thực sự nãy giờ là massage hết rồi. Thì mỗi người là tới 90 phút là các bạn. 60 phút không có đã, bây giờ chơi 90 phút luôn. Thì massage body ở đây người ta làm rất là hay. Những kỹ thuật các bạn massage ở đây rất là good luôn. Ok, thì ở đây là phía trước nè. Panda Spa and Massage. Cái này địa chỉ là số mấy em? 229. À, địa chỉ ở đây là 229 Nguyễn Văn Thoại các bạn, ở khu này khu Sơn Trà đúng không em? Khu Sơn Trà ở thành phố Đà Nẵng các bạn. Thì bạn nào mà muốn đi massage thường thường thì mình về đây mình hay đi massage lắm, tại vì thực sự cái giá massage ở bên đây so với bên Mỹ thì rất là rẻ luôn, cho nên các bạn nếu muốn về đây mà tận hưởng gọi là những cái dịch vụ massage chất lượng cao luôn á, ở đây là những nhân viên họ massage rất là tốt các bạn, thì các bạn có thể tới đây nha. Rồi. Right. Đây là cái chỗ bên trong. Yeah. Chỗ này là mình rửa chân đúng không vậy? Dạ. Dẫn đi một vòng coi được không? Dạ được, em dẫn anh đi làm vòng. Dạ. Chỗ này là mình rửa chân trước khi mà mình massage. Dạ. Rồi, ở đây là mình có tổng cộng bao nhiêu phòng? À 10
12 phòng ạ. 12 phòng tất cả. Dạ, rồi mình làm những cái phòng là riêng lẻ chứ không có phòng tập thể. À, tức là có phòng đôi với lại phòng đơn. Phòng 3, phòng gia đình. Dạ dạ, ok. Mà ở đây mà mình cái chỗ massage này mình được bao nhiêu năm rồi? 7 năm rồi. Dạ. Dạ, nhưng mà phải nói là tại vì lần thứ hai tới đây luôn thì lần nào là các bạn massage cũng rất là good luôn á. Dạ. Kỹ thuật như nhau hết. Dạ, cho nên rất là hay. Rồi nhưng mà trước khi vô là mình được uống trà rồi mình được dạ có bánh ăn nữa. Rồi. Ở đây là mình có tất cả mấy phòng tất cả? 12 ạ. 12 phòng. Dạ. Ok, thì phía trên này mình có bao nhiêu tầng tất cả em? Dạ, có 3 tầng. 3 tầng tất. À 4 tầng. Ở đây á, ngày hôm qua á, là mình có tới sông hơi nữa. Đúng rồi, thì ngày hôm qua lên tới sông hơi trong này, sông sauna đó, à, phòng sauna trong này. Dạ. Yeah. Rồi, đây là phòng sauna các bạn. Đó, đây là phòng sauna. Rồi, đây cho các bạn xem phòng sauna. Rồi, bên trong là locker đúng không em? Để đồ trong này. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Ok, có thể tắm trước sông hơi nha các bạn, không phải sông hơi xong để tắm bệnh chết luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Xong hơi rồi là không có tắm, xong hơi rồi là vô massage luôn. À, ok. Rồi, cho các bạn coi phòng luôn nè. Giờ chị chủ là cho mấy bạn nhân viên dẫn mình đi coi phòng luôn đó. Các bạn thấy phòng để mấy cái khăn rất là đẹp. Thấy chưa? Rồi, rồi có nhạc, rồi rất là thư giãn các bạn. Đây là đa số là phòng đơn với phòng đôi đúng không em? Dạ. Dạ, thì tổng cộng ở đây là mình có 3 tầng. Ok. Là mười mấy phòng, lúc nãy chị nói 12 phòng tất cả. Ok, cảm ơn em. Đây ok các bạn, thì mình cho các bạn xem một vòng á. Thì cái giá vé mà lúc nãy mình làm á, cho 90 phút body massage. Ở đây có nhiều cái loại massage lắm, nhưng mà mình chọn cái loại là 90 phút. Thì ở đây có nhiều loại nha. Thì cái loại mình chọn là 600 ngàn các bạn, 600 ngàn một người cho 90 phút thì mình sẽ đổi ra bao nhiêu tiền đô. À, cho các bạn biết là các bạn massage 90 phút thì bao nhiêu tiền đô đó. Ở tại Đà Nẵng các bạn, và phải nói là kỹ thuật người ta làm ở đây rất là good luôn. Bẻ đâu đủ thứ các kiểu, rắc rắc luôn các bạn. Đấy, nhưng mà phải nói là kỹ thuật họ rất là tốt thì làm rất là an toàn. Và cảm thấy rất là khỏe sau khi các bạn massage xong nha các bạn. Và lưu ý với các bạn là cái giá vé mà 600 ngàn cho 90 phút á, thì hầu như là ở đây á, là người ta cái giá vé là bao gồm luôn tiền tip luôn. Cho nên các bạn có thể là không cần phải cho tiền tip. Còn bạn nào mà thấy làm good, các bạn muốn cho thêm tiền tip thì các bạn cho thêm cũng được, không có sao hết. Nhưng mà cái giá vé là đã bao gồm luôn tiền tip rồi nha các bạn. Ok, thì nếu như các bạn đổi ra tiền đô thì phải nói đây là một cái số tiền rất là good, rất là rẻ các bạn. Nếu các bạn đi massage ở tại Việt Nam, và phải nói là những cái chỗ Đà Nẵng trước mình đi cũng rất là good, và đây là một trong những cái tham khảo khi các bạn tới Đà Nẵng để mà đi massage nha các bạn. Ok các bạn, vì sau khi massage xong rồi thì bây giờ mình chuẩn bị đi ăn nha, đói bụng quá rồi. Ok các bạn, thì sau khi massage xong rồi mình đi ăn, thì cái quán này tên là Bếp Của Ngoại các bạn, nằm ở số 50 đường 2 tháng 9 ở tại thành phố Đà Nẵng. Thì ở đây người ta làm những cái món rất là bình dân, ăn kiểu như đồ ăn gia đình, nhưng mà cái quán này rất là nổi tiếng. Buổi trưa mà các bạn đi buổi trưa, tầm giờ ăn trưa sẽ rất là đông. Mà bây giờ này cũng hơi chiều chiều rồi, nhưng mà các bạn thấy thì phải mất 20 phút thì mới order được đồ ăn đem ra. Thì ở đây các bạn thấy những cái món rất là dân dã và bình dân ăn ở trong gia đình. Đây như rau lan xào tỏi. À, ở đây là món cá lóc kho tộ. Còn ở đây là mắm khô quẹt các bạn, chấm đi ra mấy cái rau củ luộc như thế này. Ở đây người ta này, mấy cái cơm này cũng tính tiền luôn nha các bạn. Mấy cơm này không có miễn phí nhưng mà phải tính tiền. Cho mượn này review. Còn ở đây là đậu hoa, khẩu hoa, xào trứng các bạn. Đó, mình kêu những cái món ăn rất là bình thường, dân dã, ăn rất là no, ăn để cho no nha các bạn. Thì cái quán này rất là nổi tiếng ở khu này. Bạn nào tới đây muốn ăn cơm gia đình thì có thể tới nhà hàng Bếp Của Ngoại nha các bạn để mà ăn. Bên kia mình có canh chua nữa các bạn. Canh chua cá lóc bên này. Cái này wants it. He wants it too. Just out. Just bên kia có rồi, bên kia có khoai lang, rau lang rồi. Có rồi. Xích quyết này lại chút xíu. Cái thịt là chấm này. Yes sir. Còn đây là món thịt luộc chấm mắm nêm. Đó, mắm nêm mình rất là ngon nha các bạn. Mình nói là ở miền Trung này các loại mắm rất là ngon. Các bạn lấy thịt luộc, các bạn chấm vô cái này.
perfect. Ở cái rào này. Wow, really good. Cái tỏi rất là thơm, truyền thơm luôn. Đây là thổ qua. Dạ, rất ngon. Nấu ăn này rất là ngon. Cơm mới đem ra giờ hết luôn rồi. Thấy rồi. Rất là đói.